Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng tại sự kiện Việt Nam Photo Show. Thì thật ra là Yến có làm clip này là cũng cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ cho dây hàng Travel with mình, cũng có chốt vài deal và deal xe tại sự kiện này. Thì kết thúc cái sự kiện lần này thì Yến cũng cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều luôn, đã yêu mến thương hiệu Travel. Thì đây Yến sẽ quay sơ cho mọi người vào những ngày cuối cùng tại chương trình Việt Nam Auto Show lần này nha. Đây là không khí cuối cùng tại ngày cuối cùng tại chương trình Việt Nam Auto Show. Đây chị Huyền. Chị Huyền khách hàng, chị Huyền hồi xưa là đồng nghiệp bên mình đó. Bây giờ là chị làm mẫu luôn. Thì trong những ngày cuối này thì anh chị em nào mà thích những dòng xe bên em á thì hãy liên hệ với em nha. Ưu đãi thì chắc chắn là sẽ có rồi đó. Lần này thì không khí nó sẽ vắng hơn như ngày hôm qua. Hôm qua thứ bảy đông lắm mọi người ơi. Còn lát rác vài khách hàng tới xem xe. Yến cũng chốt được mấy xe đó, rồi tham quan gian hàng bên KTM đi. Qua đi, coi thử coi khách hàng bên KTM coi có đông không. KTM sale nhiều lắm nha mọi người ơi. Đây là dòng Husqvarna. Lưng lên KTM. Dòng này thì cũng đang là dòng Triplen 401 nè mọi người. Cũng đang sale từ 206 đến 129 triệu. Thật ra mọi người mà thích cái dòng này thì cứ liên hệ với Yến. Đây bạn này bạn Long cũng sale bên đó, mấy anh em này đồng nghiệp bên mình luôn. Đó là vậy đó. Bà chị già mà nó cứ nghèo hoài. Dòng này cũng sale này mọi người ơi, 206 còn 135. Đây cũng ở nhà đừng quên để lại một like, một subscribe cho em nhé. Em là Phong Mai Ngô, cảm ơn nhà Rio và mời cả nhà cùng xem video chị Yến nhé. Dạ cảm ơn chị Yến. Dạ. Trời ơi mọi người ơi, thấy chưa? Thấy bà chị già đây là vậy á, tụi nó đẹo em gì đó. Thật ra bên KTM với Husqvarna cũng cùng công ty tụi mình luôn. Thật ra cũng có những cái dòng này mọi người mà xem mà thấy với trail mà mọi người chưa lựa chọn được thì thử coi những dòng xe của KTM nha. ADV dòng này dòng Adventure 790 cũng đang ưu đãi nhiều này mọi người đó. Đây bé mẫu này xinh quá mọi người, dễ thương quá. Đó, bên mình cũng có gian hàng cà phê cho khách hàng luôn. Những ngày cuối cùng rồi thì đây mọi người đang chốt sổ. Dạ, có anh Thịnh. Anh quay liếc. Đây là anh Thịnh, sếp của mình, cũ đó, bên Harley nha. Đó, bên này là xe Harley. Nó sẽ vắng hơn. Sẽ vắng hơn. Không khí lần này nó sẽ không có sôi động nhiều như ngày hôm qua, nó thật là giống như là vỡ trận đó mọi người, đông lắm đó. Dòng này dòng CVO, dòng CVO đáng khoái lắm nè, 2 tỷ mấy 2 tỷ rưỡi đó. Đại này là bạn tính sale bên của Hà Lai. Hello mọi người, nếu mọi người mua xe này hãy liên hệ ngay với em nha mọi người, nhớ nha mọi người. Trời ơi. Rồi, nếu mọi người có mua Hà Lai thì liên hệ với bạn tính nha. Bạn tính này là sale rất là nhiệt tình luôn. Đó. Cái dòng này toàn là xe khủng không à. Hồi trước có Yến cũng làm xe Harley, giờ không làm nữa. Đó. Mọi người Harley đã đẳng cấp rồi. Còn mình thì muốn kiểu nhẹ nhàng thôi. Yến hướng nội nha mọi người. Đó, đây là cái không khí tại sự kiện Việt Nam Auto Show lần này. Đó. Trời ơi, nãy giờ Yến quay mà Yến không bấm camera rộng ra cho mọi người. Sorry.
Còn bên kia là năm nay Yến thì thấy những cái gian hàng về xe hơi á, không biết cảm nhận mọi người sao, thì thấy thị trường xe hơi bây giờ nó cũng lạ lắm. Tại những mẫu xe Yến không biết, hay là do Yến chỉ biết về phân khối lớn nhiều hơn thôi ta. Nè, có những cái hãng này nè, cái dòng này nè cũng có nhiều xe, thấy cũng hay lắm. Mà không biết có dòng gì, cũng chưa qua tìm hiểu nữa, không có thời gian. Nên em riêng biết nè, chưa có thời gian để mà đi xem luôn mọi người, ngày cuối rồi đó. Thôi mình về xe mình thôi. Đó, đây là anh chị em nè, mà muốn chốt Hoa Lay nè, chốt KTM, chốt Triumph thì nhanh chân nha, bữa nay ngày cuối rồi. Ngày cuối thì chỉ làm tới 9 giờ là bên mình đóng cửa. À mọi người ơi, còn có cái này nữa nè, thấy cũng là rất là hay. Là bên mình có những cái dòng phụ kiện thời trang đang giảm giá. Cái này là dòng của Fox, còn bên này là của Triumph. Có những cái áo dép ở bên cửa hàng á, nó giảm tới 50% luôn á. Ồ, cái áo này giảm 50% nè, mình phải hốt thôi. Để coi, 1.350.000 giảm 50%. Cái áo này xinh nè mọi người. Cái thích nhất là mấy cái áo sơ mi của Triumph, lại đồ Triumph mặc kèm đó. Mẫu đồ của Yến là đa số là đồ Triumph với lại đồ Harley không thôi nha, tại vì hồi xưa làm Harley á. Bây giờ Triumph nhiều hơn cả Harley nữa. Ngoài ra cũng có áo quần bên chỗ KTM với Husqvarna cũng sale luôn. Đây. Đó, có thích cái găng tay nào nè mọi người, thích cái mẫu nào thì cứ qua công ty. Rồi, ra đâu đây coi. Ủa vô đi hả anh Mực? Rồi, sẵn ở đây, Yến sẽ quay cho mọi người là cái cảnh vô điêu bên Yến như thế nào nha, rất là vui luôn. Rồi, chuẩn bị công chiên vô điêu nè mọi người ơi. Team mình lại vô điêu nữa, bán được một chiếc xe nữa. Chiếc này luôn hả anh Lực? Nếu chốt không biết Yeah, mọi người ơi, thông báo với mọi người là hôm nay bên team mình lại chốt deal lần nữa, chốt deal xe nữa, vui quá. Tại vì khi mà chốt deal tại sự kiện là bên mình sẽ có một cái thủ tục là đánh chuông như vậy nha, đánh chiên như vậy, ba cái. Chà, sẵn ở đây sẽ quay cho mọi người xem. Dạ, khách đang tới. Chà. Đó, anh Lực là sếp của mình. Mỗi khi mà mình xin deal là mình xin sếp mình đó. Với lại là anh Thuận bên đây, tóc trắng này nè. Người nha. Góc này đẹp đi. Quá đẹp. Đây là anh Hiếu. Stibic Dream 900. Ê, cầm quay giùm chị vô chụp hình với team chị. Ok, á. Để tôi cầm quay giùm cho chị Yến luôn anh em. Camera trong camera. Quý vị, mời quý vị hãy tập trung ngay cái hàng của chúng ta rồi ạ. Sẵn đây cho mọi người biết là cảnh thơ rất kêu bên mình. Có một tin rất vui muốn chia sẻ với quý vị là có một khách hàng vừa xem và chốt cọc mẫu xe ngay tại Motoshow. Anh đứng bên này nè anh, Yến tháo này ra đi cho đẹp. Dạ chị ơi, mời anh chị ghé qua gian hàng của Triumph Motorcycle Việt Nam. Thì hôm nay Triumph Motorcycle Việt Nam rất vinh dự nhận đặt cọc của anh Hạnh chiếc xe, một trong những chiếc xe huyền thoại của Triumph, đó là Triumph Spirit Twin 900. Thì hôm nay nhân dịp Motorshow anh Hạnh đã chốt hàng ngay chiếc xe này. Thì hôm nay chúc mừng anh Hạnh, mời anh Hạnh đánh cái chiên này ba cái thật là to lên nha anh Hạnh nha. Chúc mừng anh. Dạ anh Hạnh ơi, thì trong dịp Motorshow lần này thì anh Hạnh có thể chia
sẻ cái lý do anh chọn chiếc xe Spring lên chiếc chậm này đồ anh không? Lý do là do nó đẹp. Dạ cảm ơn anh, thì chúc anh Hạnh sẽ có những trải nghiệm và tuyệt vời trên chiếc xe Toyota Spring lên chiếc chậm anh nha. Dạ, cảm ơn anh. Anh Thần đứng này đẹp hơn. Chúng ta lên đi bạn. Qua đây vô đây luôn nè mọi người. Thần. Vô đây anh Hiếu vô đây. Nó chơi lâu rồi. Đủ không? Yeah. Okay. Chúc mừng anh Hạnh. Vui quá mọi người ơi, đó đây là cái cảnh mà giao xe bên mình vừa mới xong đó, rất là vui, mọi người coi xe quá trời luôn, vừa tan luôn, rất là đông luôn đó, đây này bảo cũng có làm kênh YouTube luôn mọi người. Anh Hạnh rất là vui. Chúc cái con xe này nè mọi người. Chúc mừng anh. Quá vui. Rồi nha mọi người, những kết thúc clip nha, clip cũng dài rồi. Mọi người ở đây cũng có một chú nè, đang cũng muốn xem xe nè, thấy không? Chú này cũng lớn tuổi rồi. Đã như vậy là đã kết thúc một sự kiện Việt Nam Motor Show rất kỳ là thành công. Cảm ơn mọi người đã xem clip.